Sư phụ người đâu? Sư phụ của cháu đã viên tịch. Hả? A-di-đà-phật. Quý tường sư đệ, người coi Thiếu Lâm tự đã mấy năm rồi, không ngờ đã thành vĩnh biệt. Nè, ngoài cái chìa khóa này ra, ông còn căn dặn gì? Sư phụ biết cháu tới Thiếu Lâm tự nhờ sư bá chứa chấp. Thiếu Lâm tự không phải là nhà từ thiện. Người phải biết, vào Thiếu Lâm tự không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Sư bá sợ cháu võ công thấp hèn là mất mặt Thiếu Lâm tự hả? Nè, đừng có bà xạo nha. Cháu không phải bà xạo đâu. Ở nước Mỹ có một biệt danh là đánh khắp phố, muốn thử võ công tài nghệ của cháu hả? Đừng vội khoe khoang. Nếu mà muốn vào Thiếu Lâm tự thì phải xong trận đó, có hiểu chưa? Lúc lâm trận chém sáu tướng mà cháu có nghe sư phụ nói qua. Nếu mà chịu không nổi thì rời khỏi Thiếu Lâm tự. Được. Trận thứ nhất là Thiên Quang, thời gian vượt trận chỉ có 3 phút đồng hồ mà thôi. Chỉ nhờ vào sức lực là vô dụng. Hey, có đề nghị gì? Nhất Diệp Khâm Châu Thứ. Nhân cách dạng trùng sơn. Qua trận. A Di Đà Phật. Trận thứ hai là Địa Quang, thời gian vượt trận chỉ có 2 phút đồng hồ.
Ây! Thì là thoải mái quá. Qua trận Quang Nhân. Không phải Quang Nhân mà là Nhân Quang thằng khờ. Đây là chuyện gì? Trạng thập bát nhãn. Ha. Cứu hắn tỉnh lại. Dạ. Lạc Kỳ, người có thể rời khỏi Thiếu Lâm Tự rồi. Sư bá, nói chơi thôi chứ. Theo như hiệp nghị ban đầu, người không vượt qua trận được thì phải rời khỏi. Sư bá, hai trận trời đất chả đã qua được, chỉ không qua được cái trận tiểu nhân thôi. Chúng tôi không thể gì mà phá quy củ. Sư bá chỉ chấp cháu sẽ có nhiều điều lợi. Có điều lợi gì? Nè, cháu là quê kiều quen biết nhiều phú thương ở nước ngoài, có thể biểu họ gom tiền dựng lại Thiếu Lâm Tự. Cháu có thể bảo đảm cho dù là trẻ củi gánh nước nấu cơm cháu cũng làm được khá lắm mà. Hơn nữa cháu tử khí vô học. Phải còn phải nói những lời ngọt ngào như vậy nữa. Sư bá à, người ta thường nói không nể mặt thầy nể mặt Phật. Xin hãy nể mặt của sư phụ cháu, sư đệ của ông là Kim Quý Tường. Cho cháu lại đây đi nha. À, cái thằng này thì khéo ăn nói, đã bưng luôn sư đệ của ta ra. Sư huynh, không thể nào vì thằng nhỏ này mà phá bỏ quy củ truyền thống của Thiếu Lâm Tự đâu. Sư phụ à, nếu như hắn đã có nhiều cống hiến cho Thiếu Lâm, vậy cho hắn ở lại đi. Sư phụ cho hắn ở lại đi. Phải, thêm người giúp việc mà. Thôi được. Sư huynh, không cần nói thêm.